Sở Văn hóa thành phố Hồ Chí Minh sẽ xử lý nghiêm sâu thời trang diện áo yếm, lộ vòng ba. Đại diện Sở Văn hóa và Thể thao thành phố Hồ Chí Minh cho biết đang xác minh và xử lý nghiêm với chương trình thời trang của nhà thiết kế Tường Danh. Sau ý kiến của dư luận về các thiết kế phản cảm trong show, chiều ngày 25 tháng 5, trong cuộc họp thường niên tại Trung tâm báo chí thành phố Hồ Chí Minh, bà Nguyễn Mỹ Hạnh, Phó Chánh Văn phòng Sở Văn hóa Thể thao thành phố phản hồi thông tin về việc xử phạt sâu thời trang diện áo yếm, lộ vòng ba của nhà thiết kế Tường Danh. Đại diện Sở Văn hóa cho biết, chương trình đã không thực hiện thủ tục hành chính theo đúng quy định tại Sở Văn hóa và Thể thao. Thanh tra Sở đang phối hợp với các cơ quan liên quan, trong đó có lấy ý kiến các chuyên gia để xác minh sự việc và sẽ xử lý theo đúng quy định luật pháp hiện hành. Theo bà Mỹ Hạnh, Sở cũng đã có văn bản phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông trao đổi về biện pháp kiểm tra, xử lý kịp thời trong trường hợp các hình ảnh, nội dung vi phạm lan truyền trên không gian mạng. Kết quả xử lý sẽ sớm được thông tin đến các đơn vị truyền thông. Trước đó, hình ảnh trong show diễn New Traditional, truyền thống mới của nhà thiết kế NTK Tường Danh diễn ra tại thành phố Thủ Đức. Thành phố Hồ Chí Minh trở thành tâm điểm của dư luận với hình ảnh người mẫu đội nón quai thao, mặc áo yếm cách điệu, để lộ phần lưng và vòng ba. Trong một thiết kế khác, một người mẫu nam để đầu trọc, mặc bộ trang phục màu vàng cổ trụ, tạo dáng bên chiếc chuông vàng. Nhiều thiết kế khác cũng có hình dáng giống áo dài, áo yếm truyền thống nhưng được tạo form dáng cắt xẻ táo bạo. Thời điểm nổ ra tranh cãi, Tường Danh, nhà thiết kế kiêm giám đốc nghệ thuật của bộ sưu tập, lên tiếng giải thích. Nếu là áo yếm truyền thống chắc chắn nó sẽ là câu chuyện khác. Ở đây, nó là một chiếc đầm được lấy cảm hứng từ áo yếm, nhưng thành phẩm cuối cùng nó đã được thay đổi hoàn toàn so với chiếc áo yếm truyền thống.